Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ chữa các bạn đề thi thử số 5 và số 6. Thì trong hai đề này mục tiêu của chúng ta là đạt 8 cộng nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Alright, so let's get started. Các bạn nhìn vào câu số 1, câu số 2. Câu số 1, Jean và Grace thì đang nói chuyện về cái cách kiếm sống. Đó, livelihood ở đây tức là kiếm sống, về cái kế sinh nhai của họ ấy. Thì Jean hỏi gì mà Grace trả lời là tớ dạy học. Đó, tớ dạy học tức là cậu làm gì để kiếm sống, đúng không? Cậu làm nghề gì? Thì cái câu thông thường mình hay hỏi là what do you do? Hoặc chúng ta sẽ nói là what do you do for a living? Đó, what do you do for a living? Bây giờ các bạn thấy là đáp án C tại sao nó lại sai? Các bạn biết đáp án C tại sao lại sai nhỉ? Cô thấy cũng có rất nhiều bạn chọn đáp án C, what do you earn for a living? Đọc lướt qua thì mình thấy là ô tại sao earn for a living lại không được nhỉ? Nhưng mà đúng ra chúng ta sẽ nói là what do you earn a living? Đúng, mình sẽ nói là earn a living, make a living, chứ chúng ta không nói là earn for a living. Nên đây nó sai, là sai cái từ for. Chung hỏi là how do you live, what you working là sai rồi. Các bạn nhớ hỏi về nghề nghiệp, chúng ta sẽ hỏi what to do hoặc là what to do for a living. Tiếp theo sang câu số 2, he's the best singer ever. Thì Harry trả lời như thế nào? Khi mà người ta khen, đúng không? Người ta khen là anh ấy là ca sĩ hát hay hơn bao giờ hết. Và Harry nói là anh ta luôn có những cái màn trình diễn xuất sắc, chứng tỏ là Harry cũng đồng tình. Đúng không? Thì cái mẫu câu đưa ra cái sự đồng tình đó là I absolutely agree with you. Các em sẽ chọn đáp án A. Thế nên câu số 1 và câu số 2 chúng ta đều chọn đáp án A. Tiếp theo cả lớp sang câu số 3 và câu số 4. 3, 4, 5 chúng ta sẽ nhìn nhanh ra được đâu là lỗi sai về gì? Về thì, đúng không? Sai về thì và sai về đại từ thì nhìn rất nhanh. Đó, câu số 3, a few years ago là quá khứ. Nên ở đây các bạn sẽ phải chuyển there is thành there was. Đó, một vài năm trước thì trong sân trường có một cái cây rất là to. Câu số 4. Câu số 4, ở một số nơi trên thế giới thì phụ nữ vẫn bị phân biệt đối xử vì cái địa vị xã hội của họ. Đúng không? Phụ nữ, women ở đây là số nhiều nên là chúng ta sẽ phải là của họ nhỉ. Vậy thì câu số 5 sẽ là lỗi sai về từ vựng. Ở đây chúng ta sẽ dịch là nhiều cái sự sản xuất phim thành công. Không thể là cái sự sản xuất phim là cựu diễn viên được, đúng không ạ? Mà phải là nhiều đạo diễn. Cái từ direction là sự sản xuất thì không đúng nhé. Direction là sự sản xuất, là phương hướng là không đúng. Ở đây chúng ta phải chuyển thành film director. Thì nó mới là danh từ chỉ người, đúng không? Directors. Đó, film director tức là nhiều đạo diễn. Cô có từ former ở đây đúng này. Former ở đây tức là cựu, là trước đó đã từng làm cái gì. Nào, foil, các em sẽ chọn đáp án đúng là đáp án B. Cô thấy Ái Vân chọn đúng rồi, Thùy Linh chính xác. Các em sang câu số 6. Câu số 6 và câu số 7. Ready, increase, sit và leap. Rõ ràng chúng ta chọn ready là âm E, còn lại là âm I. Câu số 7 này, cough, stuff, book và open. Chúng ta sẽ chọn open. Khi thêm ed chúng ta sẽ đọc là d, rất nhẹ, opened. Còn các từ còn lại chúng ta sẽ phải bật mạnh hơn, cough, stuffed, booked. Câu số 8, origin, charity, energy và disaster. Rõ ràng disaster, âm thứ hai là âm dài nên nó sẽ nhận trọng âm. Nên chúng ta sẽ chọn disaster và thứ hai, còn lại thì nhấn âm 1. Tiếp câu số 9 này, visit, offer, finish. Các bạn thấy những cái mẫu câu này quen không? Nó giống y như gì, như cái đề minh họa chưa? Đấy, động từ có hai âm tiết. Nhưng ở đây mình sẽ chọn là từ precede, nhấn âm tiết thứ hai. Đó, precede, nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1. Vậy những cái động từ như là visit này, offer này, finish này, enter này, purchase này. Đó, trọng âm sẽ nhấn âm 1 nha. Các bạn nhìn vào câu số 10, câu số 11 là dạng câu hỏi về đồng nghĩa. Đồng nghĩa tôi cảm thấy rất là biết ơn về cái sự giúp đỡ của bạn với cái dự án của tôi về ô nhiễm tiếng ồn. Thì thankful ở đây tức là bày tỏ cái sự biết ơn, đúng không? Biết ơn nó sẽ là appreciative. Đó, appreciative tức là biết ơn, cảm kích. Cảm kích ai đó về điều gì. Cái từ này nó khác với một cái từ đó là appreciable, các bạn nhớ nhé. Đó, appreciable tức là đáng kể. Thì cái từ appreciable nó kiểu như là significant hay là considerable. Đấy, các bạn đừng có nhầm appreciative và appreciable. Còn đáp án B cô có từ addictive là gây nghiện này, cheerful vui mừng, helpful là có ích. Câu số 11, chàng trai trẻ thì đã tổ chức một cái fundraising event, một cái sự kiện gây quỹ để gây quỹ từ thiện. Thì organize ở đây tức là tổ chức. Thì bây giờ tổ chức mình sẽ dùng cái từ gì được nhỉ? Mình không thể là finish, đúng không? Không thể occur được. Occur tức là gì? Là xảy ra. Giữa cái từ get và từ plan, theo các bạn ở đây các bạn sẽ chọn cái từ gì nó đi với fundraising event, một cái tự, một cái sự kiện gây quỹ. Câu số 11, cô thấy mì nấm chọn C và Ái Vân chọn đáp án C. Yes, ở đây chúng ta sẽ phải chọn plan, đúng không? Lên kế hoạch, yes. Nên là cái từ plan nó phù hợp hơn. Mình không nói là give an event, đúng không? Nó không rõ nghĩa ở cái từ give.
Và câu số 12, tại sao chúng ta không đợi Susan ở đây? Tôi chắc rằng cô ấy sẽ sớm xuất hiện thôi. Thì cái từ turn up là xuất hiện, là sẽ tới, đúng không? Turn up chúng ta học rồi thì tương tự như là show. Đó là show up, là arrive. Thế bây giờ đến, thì bây giờ trái nghĩa với đến thì sẽ là gì? Sẽ là rời đi. Nên các em chọn đáp án D. Câu số 13, trường của chúng tôi đã tổ chức một cái chương trình ca nhạc để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Để hỗ trợ thì không thể là hỗ trợ học sinh nghèo được, hỗ trợ học sinh giàu được, đúng không? Thế nên disadvantages ở đây mình sẽ hiểu là những cái học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó, học sinh nghèo chẳng hạn. Thế bây giờ trái nghĩa với khó khăn thì sẽ là privilege. Thì cái từ privilege ở đây chúng ta sẽ hiểu là có đặc quyền. Đấy, có quyền làm gì? Have special right to do something. Hoặc là có nhiều advantages. Đấy, thì mình mới dùng từ privilege nhé. Ngoài ra nó còn mang nghĩa là tự hào, tương tự như là từ honor. Nó còn mang nghĩa là bí mật nữa. Đấy, đây là ba nghĩa của từ privilege mà thường gặp các em ghi vào. Tiếp theo chúng ta sang câu số 14. Câu 14 này, Sam tâm sự với tôi với cái niềm tin rằng là tôi sẽ không nói cho ai khác. Thì bây giờ chúng ta có cái từ là chia sẻ, giải bày với ai. Động từ chính của nó là từ gì? Chúng ta hay có từ là confession, là danh từ. Thì động từ chính là từ confide. Confide in somebody. Thì cái từ confide in ở đây nó là một phrase verb nhá. Confide in tức là trust in somebody đó. Tell somebody your secret đó. Tâm sự với ai, cái bí mật của bạn. Okay. Còn từ disclose tức là tiết lộ. Đó, còn involve tức là tham gia vào. Confess thì hay đi với to. Confess to doing something, thú nhận. À đây, nó mới có cái từ confess nó khác này. Đó, confess, confide khác nhé. Confide in, confess, thú nhận. Cô thấy Ái Vân mình đấm chọn đúng rồi. Các em sang câu số 15 này. John was absent. Đó thì was chúng ta sẽ chuyển thành wasn't he thôi. Đúng không? John đã nghỉ học cả tuần có phải không? Câu số 16 thì ở đây là một collocation facial expression, tức là những cái cử chỉ trên gương mặt, cái nét mặt. Các bạn ghi cái cụm từ này vào là facial expression, là cái nét mặt, cái cử chỉ trên gương mặt, đúng không? Đóng một cái vai trò quan trọng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái collocation nữa, đó là play an important role in. Đóng vai trò quan trọng trong cái giao tiếp hàng ngày. Câu số 17, tôi bị muộn học sáng nay bởi vì cái đồng hồ nó không rung, đúng không? Nó không kêu cái gì hết. Thì cái động từ là rung chuông kêu ấy, nó sẽ là từ go off. Đó. Và go off còn mang nghĩa là phát nổ nhỉ. Go off còn mang nghĩa là thức ăn bị thối, bị giữa, bị ung thiêu chẳng hạn, become rust in something, thường nói về food. Thì đây là ba cái nghĩa rất hay gặp của từ go off, các em phải biết. Còn từ put off chúng ta học rồi, tương tự như từ gì? Postpone là trì hoãn lại. Còn turn off là tắt đi, send off là gì? Là gửi đi. Vậy nên câu 17 các bạn sẽ chọn đáp án là D. Tiếp theo các em nhìn vào câu số 8, đứng trước giờ. Đó, đứng trước giờ thì chúng ta sẽ nói là at 2 p.m. đúng không? Đấy, những cái câu giới từ nó rất dễ như vậy, mình đừng có làm sai. Mẹ tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho cái bữa tiệc tân gia lúc 2 giờ chiều. Ở đây tại sao chúng ta không chọn since? Phải như thế nào thì câu số 18 mình mới chọn since nhỉ? Các bạn thấy cái từ started nó chia quá khứ đơn, nếu như các em chọn since thì nó phải là has prepared. Nó mình phải chia hiện tại hoàn thành thì các bạn mới chọn since nhé. Còn đây chia quá khứ đơn thì chúng ta chỉ đơn giản là đi với từ at thôi. Câu số 19 là một thành ngữ. Đó, thành ngữ ngay cả khi bạn giàu có thì bạn cũng nên tiết kiệm một khoản cho những ngày khó khăn. Đó, save money, save something for a rainy day. For a rainy day. Cho những ngày mưa thì làm sao mà đi làm được, đúng không? Tức là cho những ngày khó khăn. Vậy nên câu số 18 đáp án đúng nó sẽ là rainy. Tiếp theo cả lớp sẽ câu số 20. Câu số 20 là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Cô thấy Đặng Tú và Thanh Ngân chọn đúng rồi. Tôi sẽ gửi cho bạn cái báo cáo hàng tháng ngay khi tôi hoàn thành cái việc chỉnh sửa. Đó, cái sự việc này cứ nhớ là tương lai đơn. Nó chỉ đi với hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành thôi. Còn câu số 21, the harder họ càng làm việc chăm chỉ thì kết quả sẽ lại càng tốt. Câu số 22 là collocation with common verb. Ở đây khi muốn nói là cố gắng, nỗ lực làm gì, các bạn sẽ dùng một cái collocation đó là make an attempt, đúng không? Hoặc là make an effort to do something, cố gắng, nỗ lực làm gì. Yes. Vậy nên ở đây các bạn phải dùng với cái động từ make, các em nhớ chưa?
Rồi, get out, tức là thoát ra khỏi một cái cuộc hôn nhân sắp đặt. Ở đây cô có cái cụm từ là arrange marriage, hoặc là chúng ta hay dùng là contractual marriage, đúng không? Hôn nhân hợp đồng, hôn nhân sắp đặt. Còn khi mình trái nghĩa, mình hay dùng từ romantic hoặc love marriage, hôn nhân dựa trên tình yêu. Câu số 23, cả ba kênh truyền hình này thì nó đều phủ sóng rộng rãi các sự kiện thể thao. Thì chúng ta chọn cái từ coverage. Coverage ở đây chúng ta sẽ dịch là cái sự phủ sóng về tin tức ấy nhá, về tin tức, về các cái sự kiện thể thao, chứ không phải là nói về cái mạng lưới hay là một cái chương trình truyền hình, hay là không phải là tầm nhìn. Đó, coverage là cái sự phủ sóng. Cô thấy bánh chưng chọn broadcast, không phải là mình không nói là extensive broadcast nhá. Đó, coverage, phủ sóng về tin tức. Rồi, câu số 24 và câu 25 nào. Câu 24 các bạn thấy ở đây người ta dùng since này, trước hoàn thành sau quá khứ đơn, đúng không? John đã không gặp bạn cùng lớp kể từ khi chuyển đến làm việc tại thành phố này. Và câu số 20 năm, cái căn biệt thự thì nó không thể tự build được. Không thể tự build được nên mình sẽ chia bị động ở quá khứ đơn. Và câu số 26, the diagram, cái sơ đồ. Cái sơ đồ nó có tự make được không ạ? Mình sẽ nói là make a diagram, đúng không? The diagram, which were made. Đó, which were made. Thế bây giờ các bạn sẽ rút gọn which were đi, chỉ còn gì thôi, chỉ còn make thôi. Và câu số 27, Mary was offered the job because. Theo sau là một cái mệnh đề. Đấy, bởi vì cô ấy có cái kinh nghiệm liên quan cho nên cô ấy được gì? Được mời làm cái công việc này. Và câu số 28, chúng ta sẽ chọn trật tự tính từ thì các bạn sẽ chọn theo cái công thức là opinion đứng trước rồi đến sign đúng không? Rồi đến gì ạ? Ancient tức là gì? Age. Rồi các em sang câu số 29, 30 và câu số 31. 29, 30, 31. Các trung tâm mua sắm thì đã trở nên như thế nào? Một cái nơi không chỉ để mua sắm mà còn là một cái nơi tìm kiếm những cái món hời. Bargains ở đây tức là cái những cái món hời, là động từ ý chỉ là mặc cả đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái lượng từ nó đi với more. Thì theo các bạn cái lượng từ nào thích hợp để đi với more? Mình có nói là lot more, many more, few more, không đúng, chỉ có much more thôi. Đúng không? Sẽ là much more. Và cái từ much này nó đứng trước more để nhấn mạnh. Chúng ta có thể bỏ much đi được. Nhá, become a more than cũng được. Đấy, không cần thiết phải có much. Thì much nó được dùng để nhấn mạnh. Và chúng là một cái nơi giải trí mà mọi người gặp gỡ và vui chơi. Một số trung tâm mua sắm hiện đại nó lớn đến mức mà họ có thể mất vài ngày để khám phá, để có thể khám phá ra được hết các cái trung tâm này, đúng không? Để explore, chung lại để tìm thấy. Cái từ find này nhá, tức là tìm thấy cái gì, không phải. Còn cái từ search tức là tìm kiếm. Invent tức là sáng tạo ra, bịa ra. Ở đây chúng ta đang đề cập đến cái việc là khám phá các cái modern shopping center, nên các bạn phải chọn từ explore. Và người ta đề cập đến một số các cái trung tâm nó rất là to, như cái trung tâm này, trung tâm kia, nó có khoảng 350 cửa hàng này, nhà hàng này. Và nếu như bạn thích thì cái từ fancy ở đây là diễn tả cái sự yêu thích, thay vì nói là like này, love này, enjoy này, đúng không? Các bạn có thể dùng từ gì? Fancy. Và theo sau những cái từ diễn tả yêu thích này đều đi với verbing. Nên các bạn sẽ nói là fancy meeting your friends. Nếu bạn muốn gặp gỡ bạn bè vào buổi tối chẳng hạn thì có rất nhiều lựa chọn. Và sau đoạn sau người ta nói là một cái trung tâm mua sắm khổng lồ khác ở Dubai, và nó có tới 700 cửa hàng. Ở đây chúng ta sẽ cùng cái từ gì nhỉ? As well as, đúng không? As well as. Đó. As well as tức là nó diễn tả một cái khoảng có tới khoảng 700 cửa hàng và nhà hàng. Và bạn có thể đi đến đây, nó là một cái mini theme park, công viên giải trí nhỏ, hoặc xem phim trong 14 rạp chiếu phim. Và nếu như vẫn chưa đủ thế còn về thì cái từ how about ở đây nó đưa ra cái lời đề nghị, đúng không? Chúng ta có how about, what about, why don't we, shall we, thì đấy là những cái mẫu câu diễn tả cái lời đề nghị. Nên chúng ta thấy dễ dàng mình sẽ chọn được là how. Câu số 34 này. Bạn không gì? Câu 34, bạn không được yêu cầu. Đó, you are not required, tức là không bắt buộc, đúng không? Bạn không bắt buộc phải điền vào cái đơn này. Thì cái động từ nó thể hiện cái sự không bắt buộc, không cần thiết phải làm gì. Chúng ta sẽ thay bằng gì? Bằng needed. Nhá, mình sẽ thay bằng needed. Thông thường chúng ta hay thấy là you are required. Nếu người ta cho là you are required cơ. Nếu người ta cho là bị you are required thì chúng ta mới phải dùng là must. Nhưng mà not required tức là không cần thiết. Rồi tiếp theo mình sẽ tường thuật lùi thì. Ở đây tương lai đơn các bạn sẽ lùi về tương lai trong quá khứ, this thành that. Lần cuối team tham dự buổi hòa nhạc trực tiếp là 3 tháng trước, tức là đã không tham gia hòa nhạc, đúng không? Đã không tham dự một cái live concert được 3 tháng rồi. Câu số 37, Jack đã bỏ học khi nên 10 năm tuổi và bây giờ anh ta rất hối hận. Anh ta hối hận một cái sự việc nó đã diễn ra ở quá khứ.
đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ phải chuyển về câu điều kiện loại 3 hoặc câu ước ở quá khứ hoàn thành. Thì cứ cái gì nó liên quan đến quá khứ phải chuyển về câu điều kiện loại 3 hoặc câu ước chia quá khứ hoàn thành. Cô thấy Thanh Ngân này, Ái Vân, các em làm rất tốt. Các bạn nhìn vào câu số 38. Họ tới siêu thị và cái thông báo sau đó bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy cái từ gen chưa ạ? Đó, gen tức là nó diễn ra ở phía sau. Vậy cái gì nó diễn ra trước? Tức là cái hành động tới market diễn ra trước rồi mới thông báo. Đúng không? Phải tới market trước rồi mới thông báo. Thế đáp án A là ngay khi họ tới chợ thì cái thông báo nó đã được phát. Còn đáp án A là cái việc là tới diễn ra trước. Cái đáp án B là sai nhé. Đáp án B chúng ta dùng phân từ hoàn thành để diễn tả một cái sự việc nó xảy ra và hoàn thành trước một cái hành động khác trong quá khứ. Thì ở đây nó diễn ra đồng thời, nó gần nhau chứ không phải là trước sau. Hardly thì không đi với then, hardly thì phải đi với gì ạ? Thì phải đi với when. Đấy. Only after, ngay sau khi cái thông báo nó diễn ra trước là sai. Họ phải tới market trước, đúng không? Cô thấy Khả Thành chọn đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái đề số 6 nhỉ. Các em thấy là để làm 38 câu trong cái đề thi theo form minh họa nó không quá khó, đúng không? Nó không quá khó gì cả. Chúng ta hoàn toàn có thể được 38 câu. Bây giờ các bạn sang đề số 6 này. Chúng ta đọc date, cat, fan, ban. Đọc giống nhau chưa? Cat, fan, ban. Đừng có đọc là cat hay là fan nhé. Mình sẽ nói là đọc là A đi cho nó đẹp. Đó, cat, fan, ban. Và các em sẽ chọn date. Tiếp này, there, throw, threat và through. Đó, throw, threat, through. Nó đều là âm sir chưa? Chỉ có there là the thôi. Nhưng chúng ta sẽ đọc là there. Rồi câu câu số 3. Sarah thì đã bỏ hút thuốc vào 2 tháng trước. Cô ấy đã bỏ một cái thói quen mà cô ấy có hơn nửa đời mình. Ở đây chúng ta sẽ cần một collocation mang nghĩa là từ bỏ. Từ bỏ một cái thói quen xấu, đúng không? Break, chúng ta sẽ nói là break này. Get rid of này. Hoặc là các bạn sẽ dùng từ gì nữa? Từ kick a bad habit. Từ bỏ một cái thói quen xấu. Còn khi các bạn muốn nói là muốn làm một cái thói quen xấu, make a habit, develop a habit. Đấy, những cái động từ hay đi với habit nhé. Rồi sang câu số 4. Câu số 4 chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành cái dự án vào năm. Khi đi với năm chúng ta dùng in. Một cái new community house, ngôi nhà cộng đồng, nó không thể tự xây được. Và cái hành động xây nó đã diễn ra rồi nên chúng ta chia bị động. Tương lai đơn sẽ đi với hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành. Cô sẽ dịch là tôi sẽ gọi và kể cho bạn nghe một vài cái chuyện thú vị sau khi tôi trở về nhà từ chỗ làm. Nên câu 6 cô thấy Khả Thành chọn D à? Khả Thành chắc là gõ nhầm chứ. Đúng không? I will, cô bảo hiện thì nó phải là A nhé. Rồi chúng ta sang câu số 7. The word in the dictionary. Chúng ta sẽ cần cái phrase verb gì mà diễn tả là tra cứu từ điển nhỉ? Đó chính là từ look up, đúng không? Look up words in the dictionary. Đấy, tra cứu. Tra cứu từ điển. Tra cứu từ điển bất cứ khi nào cô ấy không chắc về cách phát âm hoặc nghĩa của nó. Turn on là bật lên này. Còn take after là giống như, chúng ta có từ resemble. Đấy, giống với ai về ngoại hình, về tính cách. Còn stand for tức là viết tắt cho. Stand for còn mang nghĩa là bảo vệ, ủng hộ ai. Câu số 8, chúng ta sẽ dùng since để nối giữa hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Cô ấy đã viết thư cho anh ta kể từ khi mà cô ấy có email. Câu số 9, your sister is cooking. Is thì bây giờ mình sẽ chuyển thành isn't she. Câu số 10 này, the police. Đấy, câu số 10 thì khó rồi. Cảnh sát chỉ giới hạn sự quan tâm với những cái vụ sự kiện dẫn đến vụ tai nạn thôi. Thì đây chúng ta sẽ cần một cái từ nó kết hợp với attention. Đúng không? Confine something to something. Nó đi với to nhé. Tức là giới hạn cái gì với cái gì. Còn cái từ confine này đôi khi nó còn mang nghĩa là giam giữ nữa. Giam cầm, hạn chế, giới hạn. Chứ không phải là xác nhận. Đó, confirm là xác nhận. Complete là hoàn thành. Contain là contain ngoài cái nghĩa là chứa đựng ra. Đấy, ngoài cái nghĩa chứa đựng, tương tự như từ include ra nó còn mang nghĩa là kìm chế, kìm hãm, đúng không? Tương tự như từ compose. Cô thấy Thanh Ngân này, Quỳnh Lam, Ái Vân làm rất tốt. Các em sang câu số 11. Câu số 11, I want to take a photo of the man who is talking. Thì bây giờ các bạn sẽ chuyển who is thành talking. Câu 12, the faster you drive, the more dangerous it is. Đấy, so sánh càng, bạn càng lái xe nhanh thì sẽ càng nguy hiểm. Ở đây chúng ta thấy hai vế nó đều có the nhé. Câu số 13, people should stop smoking bởi vì nó rất là detrimental to health.
thì người ta nên bỏ hút thuốc bởi vì nó rất là có hại cho sức khỏe. Thì cái từ detrimental ở đây chúng ta sẽ hiểu là harmful, là damaging to one's health. Could you gì? Could you sign your name? Thì cái từ sign ở đây là ký nhá, là động từ. Còn signature là danh từ, là chữ ký. Câu số 15, khi muốn đề cập đến cái challenge, đấy, khả năng của Tom để xử lý vượt qua cái khó khăn đã khiến anh ta trở thành một cái ứng viên hoàn hảo cho cái việc dẫn dắt đội ngũ bán hàng mới. Ở đây chúng ta sẽ nói là handle. Mình sẽ dùng những cái từ như là từ handle này, cope with này, deal with này, address, đúng không? Theo sau sẽ kết hợp với những cái challenge, những cái problem, những cái challenge, problem, issue, những cái vấn đề, đúng không? Xử lý, giải quyết các cái vấn đề. Mặc dù cái từ control ấy, nếu mình dịch theo nghĩa tiếng Việt thì cũng ok, nhưng collocation thì lại không nói là control a challenge nhé. Mình không nói là control a challenge, không không phải là kiểm soát một cái challenge. Các em nhìn vào câu số 16. Câu số 16, John thì đã lost the beautiful news Japanese. Ở đây chúng ta sẽ có opinion đứng trước, rồi đến age, rồi đến xuất xứ. Câu số 17, khi muốn nói là tự hào về cái gì thì các bạn sẽ dùng cái động từ take. Đó, take pride in hoặc là be prouder. Hoặc các bạn sẽ dùng chính cái động từ pride, đó chính là gì? Pride oneself on something, đều dịch với nghĩa là tự hào về điều gì. Đó, bà Robinson rất tự hào về cái tài nấu nướng của mình. Câu 18, khi nói về cái điều kiện thời tiết bất lợi, đó, bao giờ chúng ta cũng học luôn cả cái cụm này đi nhá. Cái từ adverse nó rất hay đi với cái từ condition, điều kiện thời tiết bất lợi. Thì bây giờ trái nghĩa với bất lợi thì nó sẽ là thuận lợi. Đấy, trái nghĩa với bất lợi thì sẽ là thuận lợi, đúng không? Đấy, đồng nghĩa nó chính là bad đấy. Và bao giờ cô cũng sẽ học nó theo cả cụm các bạn ạ. Đấy, chứ không bao giờ học adverse là gì. Mình sẽ học luôn điều kiện thời tiết bất lợi thì adverse đây mang nghĩa là bất lợi. Câu số 19, khi muốn nói là mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng ứng viên đấy chân vẫn bị lạnh. Cái cảm giác mà chân vẫn bị lạnh, kiểu lạnh toát mồ hôi, lạnh toát cả chân, kiểu rất là lo lắng, đúng không? Thế bây giờ trái nghĩa với lo lắng thì có nghĩa là gì? Là tự tin, chứ không phải là hung hăng hiếu chiến, không phải là bị sốt. Đó, A là bị sốt, còn B là hung hăng hiếu chiến. Chúng ta sang câu số 20. Câu số 20, những người tham gia vào buổi hội thảo thì học cách giao tiếp, đàm phán và làm việc với các đối tác của mình. Ở đây participants các bạn thấy là số nhiều chưa ạ? Đó, nên sẽ là there are partners, đúng không? Đang đề cập đến participant mà. Và câu số 21, tác dụng của cái loại thuốc này thì đã được chứng minh. Các bạn thấy cái từ ago rồi thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ phải chuyển thành was thôi, was proven là có hại. Vừa rồi các bạn học cái từ có hại là từ gì? Detrimental, damaging, đúng không? Harmful, đó. Và câu số 22, coi hai là những cái gì ạ? Coi hai khi người ta đã đảo tính từ hoặc là chặn từ lên trước as hoặc though thì chúng ta sẽ dịch với nghĩa là mặc dù nhé. Đấy, mình sẽ dịch là mặc dù ông ấy rất nghiêm khắc và khắc nghiệt với các binh sĩ của mình nhưng ông lại đặc biệt là ân cần, chu đáo. Đó, với mọi người nói chung. Ở đây ân cần chu đáo chứ không phải là đáng kể. Cái từ considerable thường nói về size amount. Đó, vừa chúng ta mới học cái từ này xong. Đó, significant, appreciable. Đáng kể thường nói về size amount. Ở đây các bạn sẽ phải chuyển thành gì? Considerate hoặc là gì? Thoughtful. Tức là ân cần chu đáo. Nha. Vậy nên đáp án đúng sẽ đáp án B. Còn cái từ burden tức là gánh nặng, ví dụ như là financial burden, gánh nặng tài chính chẳng hạn. Chúng ta sang câu số 23. Laura đang cảm ơn Tom về cái món quà. Khi người ta cảm ơn mình thì mình sẽ đáp lại làm sao nhỉ? Đó, you're welcome hoặc là gì? I'm glad you like it, đúng không? Câu 24, may I take your order now, sir? Khi người ta hỏi cái take order thì mình sẽ nói làm sao nhỉ? Yes. Cái này nó giống như là cái câu vừa rồi trong đề minh họa ấy. Would you like to drink? Đúng không? May I take your order? Thì yes, I like some fish and chip. Đó, tôi cho tôi một ít cá khoai tây chiên. Câu 25, John thì không ở đây, anh ta sẽ biết cách sửa cái vấn đề kỹ thuật này. Cái sự việc là anh ta không ở đây, đúng không? Thế bây giờ mình giả định ở hiện tại, nếu anh ta ở đây, đấy, các bạn sẽ chuyển về câu điều kiện lại 2 hoặc là câu ước ở quá khứ đơn. Cô thấy Khả Thành, Thanh Ngân, Mì Nấm rất tốt. Các em nhìn vào câu số 26. Câu 26 người ta nói là cái đội ngũ marketing biết rằng họ không thể ký được hợp đồng. Đấy, thế nên là họ đổ lỗi cho nhau. Cái câu này giống một cái câu kinh điển mà đã ra trong đề thi chính thức rồi. Tức là đội bóng biết họ để thua trận đấu cho nên họ đổ lỗi cho nhau. Tức là cái sự việc gì nó diễn ra trước? Là biết không ký được hợp đồng trước rồi mới đổ lỗi. Cái hành động đổ lỗi nó diễn ra sau nhá. Hành động đổ lỗi diễn ra sau. Còn như đáp án A là đổ lỗi diễn ra trước, B là đổ lỗi diễn ra trước là sai.
đúng không? Còn C là không chỉ không ký hợp đồng mà lại còn đổ lỗi là nó sai về nghĩa. Đấy, chúng ta loại trừ hết thì chỉ có đáp án C thôi. Các em sang 27, 28, 29, 30. Người ta nói như sau, tại sao văn hóa lại quan trọng? Và câu trả lời đó chính là bản sắc văn hóa là gì? Đây là một cái cụm từ chúng ta cần phải học thuộc luôn, cultural identity, đúng không? Đó là bản sắc văn hóa. Những cái từ liên quan đến văn hóa là trong đầu mình phải có luôn. Diverse culture, cultural diversity, cultural identity. Đó, văn hóa là một cái underlying, cái từ underlying rất hay. Ôi, các bạn còn nhớ cái từ underlying, tức là cái gì đấy nó là cơ bản đúng không? Là một cái nền tảng cơ bản truyền thống và tín ngưỡng. Thì thay cho cái từ traditions and belief, chúng ta sẽ dùng từ which hoặc từ that. Nếu như câu này người ta cho từ which thì vẫn đúng nhá. Đó, mà nó giúp một người liên hệ với thế giới xung quanh và đó là cơ sở cho bất kỳ đấy một cái sự mê tín nào mà có thể xảy ra. Cái câu này theo các bạn chúng ta chọn đáp án gì? Thực ra nhé, câu này cũng nghĩ là gõ sai từ superstition. Đấy, superstition phải không có S thì chúng ta mới chọn được. Là một cái nền tảng cơ sở cho bất kỳ for any superstition thì mình mới chọn được đáp án đúng. Đúng không? Nó phải đi với danh từ số ít. Đấy, phải đi với danh từ số ít chứ không phải là every mọi. Đấy, văn hóa là nền tảng cho bất kỳ một cái sự mê tín nào mà chúng ta có thể có. Mê tín ở đây là gì? Có thể là một cái sự ác cảm với một cái loại thịt chẳng hạn. Ví dụ nhiều người, nhiều văn hóa người ta không ăn thịt lợn đúng không? Đấy, ác cảm với thịt lợn hay là cái ngày mà mình có thể làm việc. Ví dụ như Việt Nam mình là rất là kỵ ngày mùng 5 Tết vì ngày chết con nước. Đấy thì đấy là văn hóa đúng không? Và văn hóa cho chúng ta một cái điểm khởi đầu rõ ràng. Cái từ definite là rõ ràng thì chúng ta sẽ có một cái collocation ở đây, đó là cái starting point. Starting point tức là một cái điểm khởi đầu rõ ràng. Khi nào bắt đầu tìm kiếm cội nguồn của mình và biết xuất xứ của một người sẽ xác định cách họ nhìn nhận các cái việc mà họ xem xét các cái khía cạnh về nghĩa vụ gia đình, family obligation tức là nghĩa vụ về gia đình. Cũng như là đúng không? Cũng như là ở đây các bạn có thể dùng cái từ as well as hoặc là dùng cái từ and. Đó, as well as ở đây nó dùng tương tự như từ em thôi, được dùng để bổ sung thêm thông tin cũng như là cái cách họ kỷ niệm các cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Nhớ thì as well as ở đây được dùng để bổ sung thêm thông tin tương tự như từ and. Và sau đoạn sau người ta nói là một người mà đã từ bỏ cái bản sắc văn hóa của mình thì họ không có gì để đồng nhất mình với những thứ mà đã từng cho là quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Nên chúng ta thấy là những người người ta đi định cư ở nước ngoài đúng không? Người ta vẫn hướng con cái đến cái bản sắc văn hóa quê hương. Tại sao lại cái bản sắc nó lại quan trọng như thế? Bởi vì đó chính là cái underlying foundation đúng không? Và họ mất phương hướng. Đấy, họ không còn identify họ là ai nữa thì họ sẽ mất phương hướng và khi thời gian trôi qua đi thì họ sẽ quên về quá khứ, quên về cái truyền thống của mình và danh tính của họ ngày càng mờ nhạt. Nên ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm từ đó là time goes by. Goes by tức là pass by, đấy trôi qua, khi thời gian trôi qua, đúng không? As time goes by nhé. Cô thấy Thanh Ngân và Khả Thành, Quỳnh Lam, đó toàn các bạn chăm chỉ comment, chăm chỉ học tập. Câu số 32 này. Nhà báo thì đã từ chối tiết lộ. Vừa mình mới học từ disclose xong, đúng không? Từ reveal, đấy, tiết lộ, đã tiết lộ cái nguồn tin. Còn cái từ conceal là che giấu nhỉ? Nếu như mà trái nghĩa thì chúng ta sẽ chọn conceal ấy. Ở đây mình đang chọn đồng nghĩa thôi. Còn cái món súp này nó rất là ngon, tasty ở đây tức là ngon. Ngon thì sẽ là delicious, đúng không? Và anh ta đã gọi thêm một cái another serving. Mình có thể nói là another serving, another helping. Có một lần cô cho các bạn trong nhóm kín cái cụm từ này, another serving, another helping. Thì helping nó cũng giống như là một cái suất ăn đấy các bạn ạ. Câu 34 này, singer, hostel, effect và beauty. Chúng ta sẽ chọn effect, nhớ năm 2, còn lại nhớ năm 1. Furniture, nhớ năm 1. Attention, investment và computer. Chúng ta sẽ chọn furniture, nhớ năm 1 nha. Câu số 36, tôi sẽ nói cho bạn biết cái điều này ngày mai. Bây giờ các bạn tường thuật này, tomorrow sẽ chuyển thành the next day, đúng không? Và lùi thì. It's not compulsory. Cái từ compulsory chúng ta học chưa ạ? Có nghĩa là bắt buộc, đúng không? Cái từ compulsory mình học rồi, nó tương tự như là cái từ gì? Be required. Đấy, mandatory. Nó diễn tả cái sự bắt buộc. Hoặc là obligatory, diễn tả sự bắt buộc. Nhưng câu 37 là không bắt buộc. Thì không bắt buộc thì chúng ta sẽ dùng needn't hoặc gì? Don't have to. Câu 38, anh trai tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp từ 3 năm trước, tức là has studied French for 3 years. Các bạn thấy là những cái dạng bài mà để mục tiêu 8 cộng chúng ta xử lý rất nhanh, rất dễ dàng, đúng chưa?
Yes, thì bây giờ chúng ta cứ ôn chắc những dạng câu hỏi để mình được 8 điểm này đi đã. Đó, sau là dần dần là cô sẽ ôn cho chúng ta làm sao để chúng ta được 9 điểm, làm sao chúng ta được 10. Mình phải phấn đấu được được 10 đúng không? Phải được 9 được 10. Biểu Châu hỏi là câu 31 thì sao không chọn là pass by? Yes, đâu cô sẽ quay trở lại câu số 31, time flies as time goes by. Ở đây chúng ta nếu mà pass, chúng ta chỉ chọn pass thôi chứ không chọn là pass by. Em hiểu không? Câu số 31 chúng ta sẽ nói là goes by. Đấy, time pass, time passes. Không có pass by. Ví dụ pass by nó giống như kiểu là đi ngang qua ấy. Đó, pass by là đi ngang qua, đúng. Ở đây tức là trôi qua thì mình chọn passes thôi là được. Còn trong câu nó có từ by. Đấy, nếu như không có từ by cơ thì em sẽ chọn pass được. Biểu Châu nhá. Và ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc em nha. Goodbye and see you. Cô chào tất cả các em.